Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Happiness trên Firewall Cisco FPR Series được quản lý bởi FDM. Happiness là một kỹ thuật NAT cho phép các thiết bị nội bộ truy cập được vào các máy chủ nằm trong cùng một mạng nội bộ hoặc giữa các VLAN khác nhau, nhưng bằng cách sử dụng địa chỉ IP public được gán trên giao diện outside. Happiness thì chỉ là một cách gọi thôi đối với các hãng khác nhau. Các bạn có thể đã nghe đến khái niệm NAT Reflection, NAT Loopback thì các khái niệm này đều giống nhau và sử dụng chung mục đích. Các bạn có thể xem mô hình này. Giả sử mình có một server web đặt bên trong LAN và muốn mở port để public dịch vụ ra ngoài Internet, khi đó chúng ta sẽ cấu hình NAT port hay còn gọi là mở port hoặc port forwarding trên firewall. Sau khi cấu hình xong thì toàn bộ người dùng bên ngoài Internet có thể truy cập vào dịch vụ nội bộ thông qua IP-WAN và port dịch vụ mà chúng ta đã NAT. Tuy nhiên, lúc này sẽ có vấn đề đối với người dùng nội bộ bên trong mạng LAN. Đối với người dùng nội bộ, nếu user truy cập vào website bằng IP-LAN và 192.168.0.201 thì có thể truy cập bình thường, nhưng nếu truy cập bằng IP-Public thì sẽ không truy cập được. Khi truy cập bằng IP-Public thì traffic người dùng sẽ đi tới firewall, NAT ra ngoài cổng outside rồi được NAT ngược vào trong server. Lưu lượng sẽ được quay trở lại trên cùng một giao diện inside mà nó đã đi ra, nên kiểu traffic này cũng thường được gọi là hairpin vì nó nhìn giống như cái kẹp tóc. Traffic này sẽ không được đi qua firewall theo cấu hình NAT thông thường. Do vậy, để người dùng trong mạng LAN có thể truy cập dịch vụ thông qua IP public thì chúng ta sẽ cần cấu hình happiness trên firewall. Các bạn có thể sử dụng happiness cho tất cả các dịch vụ trong local mà các bạn muốn mở port như là camera chẳng hạn. Kiểu cấu hình NAT này thường ít được sử dụng. Thông thường trong mạng sẽ có DNS server nội bộ. Server sẽ được phân giải qua DNS này để phân giải thành IP nội bộ thay vì IP public. Trong trường hợp không có DNS nội bộ thì chúng ta sẽ sử dụng happiness. Mình sẽ cấu hình theo mô hình này để cho phép người dùng trong mạng LAN 192.168.0.0/24 có thể truy cập vào server có IP là 192.168.0.201 bằng IP public. Trong mô hình của mình thì LAN user và server sẽ chung giải LAN. Đối với trường hợp server nằm ở VLAN khác như DMZ chẳng hạn thì các bạn cũng cấu hình tương tự, chỉ cần chọn đúng zone và interface cho LAN user và DMZ là được. Trước tiên, chúng ta sẽ cần tạo 3 network cho LAN user, server và IP-WAN để add vào policy. Các bạn vào menu Object, Network, nhấn dấu cộng để tạo mới. Trước tiên, mình sẽ tạo network cho LAN user. Tiếp theo, mình sẽ tạo cho server và IP-WAN. Với server và IP-WAN thì các bạn chọn type là host và nhập IP vào là được. Tương tự với IP-WAN. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình NAT rule cho happiness. Các bạn vào menu policy, chuyển sang tab NAT, nhấn dấu cộng để tạo NAT rule mới. Create rule for chọn manual NAT. Placement chọn before auto NAT rule. Type chọn là static. Trong phần original packet, suốt interface các bạn chọn cổng kết nối tới LAN user.
Trong ví dụ của mình là cổng Insight. Chuột address chọn network mà các bạn đã tạo cho LAN user. Destination address chọn network cho IP1. Trong phần Translated Packet Destination Interface, các bạn chọn cổng kết nối xuống server. Trường hợp của mình thì server và LAN user cùng chung cổng Insight. Chuột address chọn Interface. Destination address chọn network đã tạo cho server. Nhấn OK để tạo. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo policy để cho phép giải LAN và server. Các bạn chuyển sang tab Access Control. Nhấn dấu cộng để tạo thêm policy. Action thì để mặc định là allow. Chuột network, các bạn chọn network đã tạo cho LAN user. Destination network chọn server. Ngoài ra thì còn nhiều thông số khác như là port dịch vụ, user, v.v. Các bạn có thể cấu hình thêm nếu chỉ muốn cho phép một số dịch vụ mà các bạn đang NAT. Mình sẽ để mặc định là any. Nếu các bạn có các chính sách tương tự nhau thì các bạn sẽ cần chuyển policy này lên trên. Về cơ bản với asset list hay policy đều vậy. Chúng ta sẽ cần đặt những policy chi tiết lên trên cùng, còn những policy rộng hơn sẽ được đặt bên dưới. Các bạn chỉ cần nhấn giữ chuột vào policy rồi kéo thả vào vị trí mong muốn thôi. Sau khi hoàn tất thì các bạn nhấn deploy để triển khai cấu hình xuống firewall. Như vậy là xong. Firewall FTD hỗ trợ khá nhiều câu lệnh debug để chúng ta có thể theo dõi được hoạt động của Happy NAT. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên dùng trong trường hợp NAT root không hoạt động. Còn sau khi cấu hình xong, các bạn chỉ cần sử dụng máy tính nội bộ truy cập thử vào dịch vụ nội bộ qua IP1 là được. Với camera thì các bạn có thể add camera vào phần mềm bằng IP1. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Happy NAT trên Firewall Cisco FPR Series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.